Trong những năm gần đây thì Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm với sự đăng quang của những đại diện ấn tượng của Việt Nam tại đấu trường sắc đẹp lớn nhất thế giới như Hoa hậu Hân Niê với thành tích top 5 Hoa hậu Hoàn Vũ Thế giới cùng những hoạt động ghi dấu ấn trong nhiệm kỳ 2 năm qua đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người hâm mộ. Chính vì vậy mà cái tên thay thế cho Hân Niê trong nhiệm kỳ tới đây đang được rất nhiều người hâm mộ quan tâm. Ngày hôm nay thì hãy cùng với chúng tôi trò chuyện cùng Tân Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019 Nguyễn Trần Khánh Vân và lắng nghe những chia sẻ của cô trên cương vị này. Và xuất hiện trong Chuyển động 24 giờ lúc này chính là Tân Hoa hậu Hoàn Vũ 2019 của Việt Nam chúng ta, Nguyễn Trần Khánh Vân. Em chào chị, xin chào tất cả quý vị khán giả của Chuyển động 24 giờ. Mình là Khánh Vân, Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019. Chính thức là một tuần sau cái đêm đăng quang vô cùng tuyệt vời đó, lúc này cảm xúc của Khánh Vân như thế nào? Thì em vẫn chưa tin đây là sự thật. Đội lên đầu mình chiếc vương miện này thì em mới hiểu được là mình có một cái trọng trách rất là lớn về làm những cái điều mà lan tỏa những cái điều mà tốt đẹp cho xã hội, cho cộng đồng. Thì em biết là mỗi ngày khi mà mình thức dậy thì mình phải cố gắng nhiều hơn. Những cái năm sắp tới sẽ là một trong những cái hành trình mà em nghĩ sẽ thật là tuyệt vời. Đó là một hành trình tuyệt vời nhưng kèm vào đó là những áp lực nữa. Đôi khi trong cái suy nghĩ của em, một người hoa hậu không phải là một người nhất thiết phải làm một cái gì đó nó quá lớn lao, nó quá cao siêu. Trong lòng em nghĩ là một hoa hậu là một người có thể trao đi những cái nụ cười, trao đi những cái ôm, những cái gì đó ấm áp nhất đến với những người xung quanh mình đã. Điều đó sẽ tạo nên một người hoa hậu thật là tuyệt vời. Vân đã nói tới một trong những cái điều mà mỗi một bản thân chúng ta có thể làm giàu lên. Đó là nụ cười, đó là cho đi, đó là sự tha thứ. Dường như là tiêu chí của hậu Hoàn Vũ năm nay có vẻ như là thay đổi. Tại vì em biết là mình tuyệt vời nhất khi mình là chính mình. Vì nếu như mà mình luôn cố gắng mình là một ai đó thì chắc chắn mình không còn là mình nữa. Em nghĩ là mỗi hoa hậu đều có những cái hình ảnh riêng, tính cách riêng và có cái tâm tư tình cảm riêng. Thì em nghĩ là em sẽ mang đến một cái điều gì đó nó mới mẻ. Nhưng mà chắc chắn rằng cả bản thân chị Hờ Hen và em thì đều có một trái tim đầy ấp tình yêu thương. Gọi là một cái bóng rất là lớn là Hân Niê, hậu Hân Niê. Vân có bị áp lực bởi cái hình ảnh đấy không? Dạ, em thì lại một lần nữa em cảm thấy mình vô cùng may mắn. Em may mắn khi mà em có sự yêu thương, sự che chở cũng như là giúp đỡ từ chị Hờ Hen rất là nhiều. Bên cạnh đó thì còn có chị Mô Thủy, chị Hoàng Thị, có nghĩa là tất cả mọi người luôn bên em. Và chị Hen với chị Thủy cũng vậy. Lúc mà sau đăng quang thì mọi người lại nói là Vân ơi đừng vào Facebook nha, đừng đọc tin nhắn, đừng đọc những cái bình luận đó nha, buồn đó. Nhưng mà em vẫn lén đọc hết, em đọc từng người xong em cười thôi. Thì em hiểu là những người ủng hộ mình là những người như thế nào. Và em hiểu là với những người không ủng hộ mình thì mình phải làm sao để sau này họ phải càng ủng hộ mình hơn nữa. Bạn luôn luôn khiêm tốn nói rằng là đấy là sự may mắn. Thế nhưng tôi thì không cho rằng đấy là sự may mắn đâu. Nó là cả một cái hành trình nỗ lực cố gắng của tất cả chúng ta. Và ngày hôm nay thì bạn đã được hưởng trái ngọt sau tất cả những cái gì mà bạn đã nỗ lực để có được nó. Gia đình của Vân có phải là một trong những cái điều để mà bạn nỗ lực phấn đấu và đấy là cái động lực để cho mình phát triển bản thân không? Đến thời điểm hiện tại thì khi mà em có được cái thành công ngày hôm nay thì chắc chắn là vì em nghĩ là được cái sự ủng hộ từ ba mẹ và được sự ủng hộ từ tất cả mọi người xung quanh em. Thì đó là cái động lực để mà em càng phải cố gắng hơn nữa, không bao giờ quên đi là mình phải nỗ lực hàng ngày để mình hoàn thiện bản thân mình hơn, để mà mang đến những cái điều tốt đẹp cho mọi người. Có điều gì mà khán giả ít biết về bạn không? Em là thích luyện viết chữ đẹp. Thì thường thì em mỗi lần mà khi mà có một cái điều gì đó thì em hay viết chữ xong rồi em post lên Facebook, em share với mọi người. Thì em nghĩ là những cái đó nó tạo nên cái sự thú vị riêng cho cuộc sống của mình. Em có thể hát. Hát thì thường ta nói hát hay không bằng hay hát, nhưng mà thôi em vẫn luôn cố gắng em hát. Thường thì rất là tự tin khi hát karaoke và một chút gì đó diễn xuất. Vân đã chia sẻ rằng bạn có cái tài lẻ là đặc biệt là cái môn gọi là độc thoại trong sân khấu điện ảnh, đúng không? Và bạn đã gọi là nhờ cái môn đó mà mình đã được vào trường. Bây giờ thì sẽ thử thách Khánh Vân nhá, một cô gái rất là đa tài. Tôi rất là muốn xem một cái đoạn độc thoại của bạn khi mà bạn bước chân vào sân khấu điện ảnh và đã chinh phục được các thầy giáo ở đó. Thì đây là đã quá lâu rồi, 6 năm rồi, nhưng mà em nghĩ là em nhớ những cái lời thoại nào thì em sẽ nói y như vậy. Ngày hôm nay con sẽ nói cho cha biết một điều. Từ bữa tới giờ con không có đi tập tuồng đâu, con không có đi hát cải lương đâu,
Con đi hát ở mấy quán bar ngoài đường á, để mà có tiền mua thuốc cho cha uống. Con không có chịu nữa, con không chịu làm nghệ sĩ cải lương nữa, tại vì nghệ sĩ cải lương không có tiền. Cha nghĩ đi, ngày xưa má đó cũng vì hết cải lương mà chết đó, cha có nhớ không? Cha có nhớ không cha? Lúc mới sinh con ra, cha và má đâu có ai có tiền đâu, phải xin tiền từ các cô chú nghệ sĩ để có tiền mua sữa cho con uống. Cha nhớ không cha? Mà tại sao bây giờ cha cứ bắt con hát cải lương vậy? Hát cải lương đâu có tiền. Rất là tuyệt vời, và tôi cảm thấy vô cùng xúc động khi mà vừa rồi bạn đã dành cho tôi cũng như là khán giả của Chuyển động 24 giờ một cái món quà rất là ý nghĩa. Ngày hôm nay đây, Thụy Vân may mắn khi được tiếp xúc với Khánh Vân, được thấy một cái cô gái của chúng ta hiện diện với cái ánh hào quang tuyệt vời như thế nào. Cảm ơn Khánh Vân rất là nhiều, và chúc cho con đường phía trước của bạn sẽ thật là thành công.